Đây chào anh em nhá. Hôm nay thì anh em mình lại đi đào sắn này. Hôm nay là đào sắn của mình đây. Đấy, bây giờ đang thả sắn này. Đây, làm cho keo gãy hết này. Ở dưới được nhiều lắm rồi. Đấy, ôi dồi. Đây, hôm nay là đào, hôm qua đào một ngày. Hôm nay là ra chặt nhá. Vừa đóng bao gần hết rồi. Hết rồi. Hết chưa? Trên là hết rồi nhé. Bây giờ đi xuống là bốc lên xe này. Đấy, anh em phải đào một cái rãnh như này đấy. Lao sắn thì mới xuống nhá. Nếu không thì mình lăn xì họng cây. Họng cây con cũng mình. Đây con xe của mình đây nhá. Về chuyển đổi làm gốc đèn xe. Con đường rất là rộng luôn nhá. Đây dưới này cũng là của mình nhá. Cây dưới này nó mình vừa phát. Về chuẩn bị là bốc lên đi cái đường này. Rất là nguy hiểm đấy. Anh em theo dõi nha, con đường này đi thì rất là ghê luôn. Đi vòng vèo cơ. Đây rất là rộng luôn, xuống dưới là rất là dốc nhá. Anh em hộ nhóm mình bốc lên xe. Đây anh em nhá. Bây giờ là bốc xong nhá. Đây, xe này cũng ít thôi, chắc là khoảng hơn 4 tấn. Còn khá nhiều đây. Còn trên này còn khá nhiều chưa nhặt nữa, chưa đóng bao nữa. Với lại còn đây. Còn vài bao đây nữa. Không chở hết nhá, cái đường này đi vất vả quá, đi hơi dốc cho nên là chở bằng này thôi. Bây giờ mình bắt đầu đi nhá. Anh em theo dõi nhá, con đường mình đi xem như nào nhá. Con đường mình nghĩ là hơi vất vả cho mình đấy, bởi vì rất là rộng với lại lâu không đi ở con đường này. Vừa dốc lại vừa cua. Vừa rộng nữa, đi rất là khó này. Anh em theo dõi nhá.